Cinewa trợ lực 2004, hàng Ruby, cắt cỏ Ruby vàng trợ lực đó. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Số điện thoại em để phía trên màn hình nhé. Mọi người cứ xin chào mọi người đã đến với kênh của Tính Nông Cơ. Thì đây là những cái mẫu chụp giật trợ lực. Mẫu này em đã phân loại và những cái mẫu này đều là những cái chụp giật trợ lực tốt hết nha. Đối với những mẫu trợ lực hai tầng như thế này, mọi người xem rất là to. Cái này là của là Echo nè, cực kỳ bự luôn. Cái này của Makita, này này Makita nè, trợ lực như này. Em quay cho mọi người xem. Đó. Nghe tiếng cực kỳ đã luôn. Đâu như thế này. Đây. Với những mẫu chụp giật trợ lực như thế này thì em bán với giá đó là 120.000 một cái. Những cái này là 120.000 một cái nha mọi người. Đều tốt hết. Đây. 120.000 một cái. Mọi người xem ở nhà mình là đang cái xài, bà con xem là nhà mình xài là cái máy hiệu gì. Rồi mọi người nhắn qua là cái mẫu đó, rồi chụp cái mẫu đi để em sẽ tìm cái mẫu nó y chang như cái của mọi người. Đây là con thằng Echo Kirit nè, trợ lực hết, giật cực kỳ đã luôn, rất nhẹ tay. Echo Kirit. Rồi bên đây của thằng Atin nè, Atin trợ lực luôn, Echo Grand trợ lực. Thằng này thằng gì em cũng không biết nè. Đó, Mitsuyama. Rồi bên đây của thằng Cinewa trợ lực 2004, ba tài mẫu 2002, Robin trợ lực. Những cái mẫu này là hàng hot, hàng hiếm nha mọi người. Rồi tiếp theo, rồi qua phía bên này đều là những cái mẫu trợ lực hết, nhưng đây là cái mẫu trợ lực một tầng. Đây, trợ lực một tầng đây của thằng Ruby, cắt cỏ Ruby vàng 2370. Thường những cái mọi người xem cái trong chống chỗ này nè, thường nó có cái phần lò xo trợ lực phía trong như thế này, được gọi là trợ lực. Rồi những cái mẫu này của thằng Ruby, những cái mẫu máy nhỏ này thì em bán với giá là 99.000 một cái. Của hàng nhỏ là 99.000 một cái nha mọi người, đều giật tốt hết, của hàng bãi hết, 99.000. Đó là giá lẻ, còn người lấy số lượng thì bên em đều có những cái ưu đãi hết cho mọi người nha. Đây là của Maru nè, của Makita chứ, Zenon Komatsu, Cinewa Shop. Mọi người xem ngoài dòng ha, Isaki, TL rồi đó, Cinewa Shop nè, Echo Kirit nè, Zenon, Tanaka nè. Đó, Cinewa Shop. Rồi, mọi người xem thì mình đang phù hợp với mình có cái dòng máy nào mà đang cần một con máy trợ lực thì mình sẽ chụp qua giúp em ha. Em sẽ tìm cho mọi người cái mẫu trợ lực đó. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều. Số điện thoại em để phía trên màn hình nhé. Mọi người cứ nhắn vào bên Zalo nha, đôi khi mọi người điện thì bên em không có kịp nghe máy hết. Cảm ơn mọi người rất nhiều.